Thực tế hiện nay, chuyển đổi số đã và đang làm thay đổi căn bản và toàn diện hoạt động của doanh nghiệp. Hoạt động sản xuất kinh doanh được số hóa thành dữ liệu, dựa trên phân tích dữ liệu, việc quản trị điều hành sẽ được thực hiện khoa học, giảm thiểu các quyết định cảm tính, từ đó mở ra nhiều cơ hội để doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, sử dụng tài nguyên tiết kiệm hiệu quả và phát triển bền vững. Khi sang đến chuyển đổi số thì chúng ta phải thay đổi cả cái cách tiếp cận, đấy là từ gọi là hướng nghiệp vụ sang hướng dữ liệu, từ service centric sang data centric. Khi đã có dữ liệu ở trong tay thì doanh nghiệp sẽ hiểu được thực tiễn một cách rõ ràng, đúng bản chất, từ đó đưa ra các quyết định, các chỉ đạo điều hành một cách nhanh chóng, kịp thời, chính xác, không cảm tính, giúp tăng hiệu quả, hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp.